chào quý vị nha, chào quý vị khán giả nha. Hôm nay nhà em làm món nem rán. Đó, quấn được lần này cái nem đến là 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái nem. 12 cái nem mà có gia đình có 4 người và mỗi người 3 cái. Cái này khá là to đấy mọi người ơi. Nem này thì làm nó hơi phức tạp một chút, hơi nhiều thứ. Đây, có một cái này em rán hơi bị vỡ ra, trong này có mộc nhĩ, nấm hương, một chút miến, có thịt xay, thịt giỏi, thịt heo xay, mộc nhĩ, nấm hương, miến, giá. Bây giờ là quấn được 12 chiếc, chỉ có 3 lạng thịt thôi, còn toàn mộc nhĩ, nấm hương với cả miến, phải một chút giá nữa. Tự làm như đánh đa rồi tự quấn, quấn như này nó cũng đơn giản đấy. Cái đó là khi mà mình làm cái nhân ấy là nó hơi phức tạp, rất là ngon, tự nhà làm nên thấy rất là ngon. Đó, chiên nhỏ lửa thôi, chiên nhỏ lửa thôi, giòn lên, sau đó sẽ pha nước chấm lên. Ở trong Sài Gòn như gọi là món chả giò hay gì đấy, như Hà Nội gọi là món nem, nem tự cuốn đấy, vàng ươm vào đây này, vàng giòn lên. Nay Hà Nội rất là lạnh chỗ các bạn không biết thế nào, nhưng mà chỗ nhà mình hôm nay là rất là lạnh, Hà Nội rất là lạnh, từ giờ đến cuối tuần sẽ lạnh. Ăn các cái món rán này sẽ rất là ngon. Nem này có thể ăn với bún hoặc là mình ăn cơm cũng được. Và mình có mua một củ chua hào, hào sư cô là củ chua hào. Đó. Để tí nữa làm nước để chấm nem, sẽ dầm chua hào. Ai ăn nem Hà Nội rồi thì biết là thường là họ sẽ có cái dưa góp ấy. Dưa góp là làm bằng chua hào hoặc là bằng đu đủ. Trong nhân này, trong nhân nem mình còn có quấn cả trứng, cho hai quả trứng gà vào. Nem mộc nhĩ nấm hương, mình cứ cho nhiều mộc nhĩ nấm hương, hạt tiêu cũng rất là thơm ngon. Mộc nhĩ nấm hương, miến. Có miến ở bên trong thì nó sẽ giòn, giòn ngon. Như thế này là đã sắp sửa hoàn thành món nem rồi. Nem rán từ hồi mà biết làm YouTube thì bây giờ ấy là biết nấu ăn nhiều lắm, chứ còn trước đây là mình chỉ ăn sẵn thôi. Đóng vai trò, đóng vai gấp thì nhanh hơn, còn làm thì ngại lắm. Bây giờ là cũng mày mò rồi, cũng đi làm thêm các món này ngon chứ. Là giòn đấy, giòn hơn chút nữa là ok, gắp ra và sẽ pha nước chấm. Sẽ làm cái món này là hết sẩy phần bẩn bẩn. Nóng giòn chút ăn cho nó ngon. Nay mọi người ăn cái gì? Nay ở nhà các bạn ăn món gì? Mình lúc nào cũng đi xem là tối nay ăn gì, ngày mai ăn gì, mình phải quen rồi. Đúng kiểu mà mẹ nội trợ, mẹ bỉm sữa, nhưng bây giờ con lớn rồi không còn bỉm sữa nữa. Ở nhà ơi, nhìn món em của em có hấp dẫn không hả? Quý vị ơi, ôi, già già rồi. Bây giờ con lấy đĩa gắp ra nhá, để còn đi pha nước chấm này.
miếng lan lan ở giữa này cho nó lên giò. Thơm lắm nè. Thơm ngon giòn rụng lắm nè. Đó, phải lắp ra đĩa nha. Bây giờ là lắp ra này, lắp ra đĩa. Đó. Ví dụ nhìn thấy không? Được 12 chiếc nè. 13 chiếc nè. Chiếc là vô cùng là to luôn. Dài. Mà không nhiều thịt đâu. Nhiều nhân không nhiều thịt. Chỉ có 3 lạng thịt thôi. 3 lạng thịt heo. Chỉ ngon lắm. Nem chả giò rán đây. Vàng ướm luôn rồi. Cái này là ngon giòn lắm. Ăn nem thì thường nên ăn nóng. Bắt ra là ăn luôn. Sẽ rất là ngon. Hấp dẫn này. Quá hấp dẫn. Đó, đĩa đầy luôn. Cả nhà ăn. Tất nhiên là không phải có chỉ mà có món nem đâu, còn những món khác nữa. Ngon chưa, ngon chưa? Quý vị ơi, xin mời quý vị khán giả cùng ăn với nhà em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm Tình Nguyễn nha. Tâm Tình Nguyễn Chị Đại này, Tâm Tình Nguyễn Vlog này, Phúc Béo Hà Nội Vlog này, Phúc Béo Hà Nội bên gia đình Vlog này. Đó, em có 4 kênh luôn. Ai ủng hộ kênh nào thì ủng hộ nha. Không ủng hộ em cả 4 kênh cũng được nha. Bằng ươm. Đây, hoàn thành món nem rán mà Phúc ra ngồi coi như là nuốt nước bọt ở ngực. Ngon lắm luôn đấy quý vị ơi. Bà con ơi, còn đây là nước chấm nem này. Có đường này, có tỏi băm này, có ớt này. Đấy, có giấm này. Mì chính này, bây giờ xay một chút hạt tiêu ở đây. Xay hạt tiêu lên cho nó thơm. Đây là món nem. Đây là chả giò, ở trong Sài Gòn gọi chả giò. Nem nhà tự cuốn nhá. Trời ơi, ngon chưa, ngon chưa? Ăn nóng hổi nó mới ngon đấy. Các bạn ơi. Đấy, đang nóng rồi giòn này, ngon này. Để lâu là nó nguội, nó ỉu rồi đấy các bạn ơi. Các bạn chén luôn đi các bạn ơi. Đấy. Thấy không? Chén thôi. Còn đây là bát nước chấm. Siêu ngon. Không nếm thử cái nước chấm xem là ngon chưa? Đây là rán hơi bị già quá. Mùi ngon. Đấy, nhưng mà phải ăn luôn ý. Không có nó ỉu dần nữa đâu. Xít lăn xuống. Mình cứ quay như này là nó lăn xuống. Ô, chén đi. Chén thôi. Xin mời quý vị khán giả nhé.